Minh Khoa xin trân trọng kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi trong ngày hôm nay. Ước mong quý vị luôn được nhiều sức khỏe và ngày sau đây mời quý vị cùng với Minh Khoa đến với những bản tin được cập nhật trong ngày. Và như thường lệ là phần tin Hoa Kỳ. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Tenly Yến, số điện thoại 714 418 9788 hoặc vào trang mạng tiệm yến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây, saffron. Mở đầu phần tin Hoa Kỳ của chúng tôi có liên quan đến kinh tế cho biết rằng thâm hụt thương mại và dịch vụ trong tháng 3 là hơn 64 tỷ Mỹ Kim. Cuối tuần qua, Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết rằng mức thâm hụt và dịch vụ của Hoa Kỳ trong tháng 3 được ghi nhận là hơn 64 tỷ Mỹ Kim. Con số này giảm 9.1% từ mức hơn 70 tỷ Mỹ Kim trong tháng 2 vừa qua do vấn đề xuất cảng của Hoa Kỳ tăng, nhất là các mặt hàng về năng lượng và xe hơi. Theo đó, trong tháng 3, các doanh nghiệp tại Hoa Kỳ đã tăng cường nhập cảng hàng tiêu dùng, nhưng lại giảm các mặt hàng khác như là vật tư công nghiệp và vật liệu sản xuất. Nhập cảng hàng hóa của Hoa Kỳ trong tháng 3 là 320 tỷ Mỹ Kim, giảm 0.3% so với tháng trước. Tính chung cả quý 1, Hoa Kỳ nhập cảng 791 tỷ mỹ kim hàng hóa chỉ tăng 0.5% so với quý 4 của năm 2022. Trong khi đó, kim ngạch xuất cảng của Hoa Kỳ trong tháng 3 là 256 tỷ mỹ kim. Con số này cũng đã tăng 2.1% so với tháng trước. Riêng đối với Trung Quốc, Hoa Kỳ cũng xuất cảng nhiều hàng hóa hơn, trong khi giảm nhập cảng từ thị trường này mức thâm hụt thương mại hàng hóa của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc cũng ở mức thấp nhất kể từ tháng 3 của năm 2020. Một số ý kiến cho rằng cán cân thương mại cùng với dấu hiệu hạ nhiệt của thị trường lao động đã tác động tới tăng trưởng chi tiêu của người tiêu dùng. Trước đó, Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố các số liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ đã mất đà trong quý đầu tiên. Theo Bộ Thương mại, quý đầu tiên của năm nay 2023, Tổng sản phẩm quốc nội của Hoa Kỳ tăng 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 2,6% so với quý 4 của năm ngoái. Hoạt động kinh tế giảm bớt khi mà quỹ dự trữ liên bang hay còn gọi tắt là cơ quan FED nhanh chóng tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát, trong khi hậu quả đầy đủ của rối loạn trong lĩnh vực ngân hàng vẫn chưa thể hiện rõ. Các chuyên gia nghiên cứu tư vấn kinh tế dự báo rằng sự mất đà này có thể kéo dài đến quý 2 của năm nay. Xem qua bản tin tiếp nối cho biết rằng ông Tucker Carlson có thể chủ trì cuộc tranh luận tổng thống của đảng Cộng hòa. Theo một báo cáo mới của tờ Washington Post, sau khi bất ngờ bị Fox News sa thải, bình luận viên gạo cội Tucker Carlson đang nhắm tới việc chủ trì cuộc tranh luận sơ bộ tổng thống của đảng Cộng hòa. Ông Carlson cũng đã được các ứng cử viên Cộng hòa và các mạng tin tức cánh hữu săn đón. Điều này làm nổi bật tầm ảnh hưởng to lớn của ông đối với các đảng viên Cộng hòa. Ông Carson đang khám phá khả năng tổ chức các cuộc tranh luận sơ bộ bên ngoài phạm vi Ủy ban Quốc gia Cộng hòa. Hành động này cho phép ông và cả cựu tổng thống Donald Trump cùng nhau đã kích Fox News và phe tả khuynh trong đảng Cộng hòa. Thậm chí ông này cũng được cho là đã nói chuyện với ông Trump về ý tưởng này. Ông Trump đang xem xét việc bỏ qua cuộc tranh luận sơ bộ đầu tiên của ông trên Fox News vào tháng 8, sau khi phía đảng Cộng hòa phớt lờ kêu gọi của ông về một cuộc tranh luận sau ngày 1 tại tháng 5. Hợp đồng của ông Carson và đài truyền hình Fox News được cho là sẽ kéo dài tới cuối năm 2024. Điều này có thể làm hạn chế khả năng của ông trong việc đầu tư vào các công việc khác trước thời điểm đó. Thế nhưng truyền thông cũng đã trích dẫn các nguồn thân cận với ông Carlson cho biết rằng ông sẵn sàng từ bỏ hàng triệu Mỹ Kim mà Fox News nợ ông để bắt đầu một công việc mới càng sớm càng tốt. Bình luận viên Carlson năm nay 53 tuổi đã gia nhập hãng truyền hình Fox News từ năm 2009. Trong mỗi chương trình truyền thông hàng đầu Tucker Carlson Tonight lúc 8 giờ tối, ông đều thu hút trung bình 3 triệu người trong khi ông nói về các vấn đề khác nhau như bầu cử công bằng, chính sách nhập cư, kiểm soát súng hoặc thay đổi giới tính. Trong chương trình, ông thường đã kích chủ nghĩa tự do của phe cánh tả. Chương trình của ông vẫn đang giữ ngôi vị quán quân về tỷ suất người xem của truyền hình quốc gia. Sang qua Florida, bản tin của chúng tôi cho biết rằng thống đốc Ron DeSantis ký dự luật cho phép hội đồng hủy bỏ các giao dịch của Disney. Trong ngày 5 tháng 5, thống đốc cựu tư bang Florida ông Ron DeSantis đã ký một dự luật thành luật cho phép hội đồng mới do ông kiểm soát được quyền hủy bỏ các thỏa thuận phát triển mà cơ quan tiền nhiệm đã ký với công ty Disney. Đây được xem là một tình tiết mới nhất trong cuộc tranh chấp giữa thống đốc đảng Cộng Hòa và công ty giải trí. Theo dự luật này, được thông qua cơ quan lập pháp do đảng Cộng Hòa kiểm soát phần lớn, thì Hội đồng Giám sát Du lịch Trung tâm với các thành viên do ông Ron DeSantis bổ nhiệm có thể hủy bỏ mọi thỏa thuận đã ký trong vòng 3 tháng trước khi thành lập hội đồng. Ông DeSantis đã phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày rằng, đừng nhầm lẫn vì lý do tại sao cơ quan lập pháp phải hành động, không phải vì bất cứ điều gì chúng tôi đã làm, về cơ bản là bắt nguồn từ sự kiêu ngạo của Disney. Khi họ cho rằng họ có thể ký hợp đồng phụ dựa trên các luật được ban hành hợp lệ của tiểu bang Florida, điều đó là sai. Cơ quan lập pháp thành lập hội đồng vào tháng 2 để thay thế khu cải thiện Ready Creek do Disney kiểm soát, nhằm giám sát sự phát triển trong khoảng nhằm giám sát sự phát triển trong khoảng hơn 10.000 ha xung quanh khu vực World Disney World, giành quyền kiểm soát hiệu quả từ công ty và giao lại cho ông Ron DeSantis. Công ty Disney có trụ sở tại Burbank và thống đốc đảng Cộng hòa bắt đầu tranh chấp từ năm ngoái sau khi công ty Disney đã chỉ trích một luật mới của tiểu bang cấm hướng dẫn về giới tính và bản dạng giới với trẻ nhỏ tại trường tiểu học. Trước khi nhóm người được ông DeSantis bổ nhiệm tiếp quản hội đồng quản trị, công ty cũng đã thúc đẩy các thay đổi đối với thỏa thuận đặc khu về thuế nhằm hạn chế hoạt động của cơ quan mới trong nhiều thập niên. Cơ quan giám sát mới khẳng định kế hoạch mở rộng tiềm năng của Disney World không tuân thủ luật của tư bang và tuyên bố thỏa thuận đó vô hiệu. Tiếp nối bản tin của chúng tôi cho hay rằng Tòa Bạch Ốc phủ nhận chủ mưu vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Cẩm Linh. Tòa Bạch Ốc vừa bác bỏ tuyên bố của Nga cho rằng Hoa Kỳ chủ mưu trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Cẩm Linh nhằm ám sát Tổng thống Vladimir Putin trong ngày 3 tháng 5. Sau đó, một ngày sau khi cáo buộc Ukraine thực hiện vụ tấn công, thì phát ngôn viên của Tổng thống Nga cho biết rằng vụ tấn công được thực hiện dưới sự hỗ trợ của Hoa Thịnh Đốn. Theo đó, phát công viên Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc ông John Kirby gọi đó là một tuyên bố lỗ bịch. Ukraine cho biết rằng họ không liên quan đến vụ tấn công. Tổng thống Putin không có mặt vào tòa nhà vào thời điểm đó. Mặc dù số lượng các vụ tấn công của Nga không giảm sút khiến cho 21 người thiệt mạng tại khu vực Kherson ở phía nam của Ukraine, vẫn chưa thấy có dấu hiệu là mặt tư khoa sẽ tăng cường công kích. Tuy nhiên, vào tối ngày 30 tháng 4, Ukraine đã bắn hạ một chiếc máy bay, bay không người lái tại thủ đô Kiev, cách xa văn phòng của Tổng thống Zelensky không xa. Các viên chức sau đó thừa nhận, đó là một chiếc máy bay, bay không người lái của Ukraine đã bị mất kiểm soát và bị phá hủy để tránh gây ra hậu quả đáng tiếc. Phát ngôn viên của ông Putin nhấn mạnh rằng vụ tấn công vào Điện Cẩm Linh, khu phức hợp chính phủ rộng lớn ở trung tâm mặt tư khoa, xảy ra vào sáng sớm ngày 3 tháng 5. Các đoạn video đăng trên mạng xã hội cho thấy khói bốc lên bao trùm cả khu vực điện. Một đoạn video khác cũng cho thấy một vụ nổ nhỏ phía trên tòa nhà thượng viện, trong khi đó có hai người đàn ông dường như là đang trèo lên mái vòng. Cũng trong ngày 4 tháng 5, phát ngôn viên Điện Cẩm Linh ông Dmitry Peskov cho rằng Hoa Kỳ chắc chắn trong hoa kép đứng sau vụ tấn công nhưng không cung cấp bằng chứng. Ông Peskov nói rằng quyết định về các cuộc tấn công như vậy không được đưa ra ở Kiev mà là hoa thịnh đúng Và đáp lại, ông John Kirby cho biết tòa Bạch Ốc không hề khuyến khích hoặc là tạo điều kiện cho Ukraine tấn công bên ngoài biên giới của họ và không tán thành các cuộc tấn công nhắm vào cá nhân, các nhà lãnh đạo. Sang qua bản tin của chúng tôi cho biết rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang lo sợ trước kế hoạch bí mật của Nga đối với Iran. Theo tờ Japan Times, một kế hoạch bí mật của Nga đối với Iran đã gây nên tình trạng báo động tại Hoa Kỳ. Theo ông Brani Waddy là cựu viên chức kiểm soát vũ khí nguyên tử của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng sự ổn định trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí nguyên tử bị treo lơ lửng do các hành động của Nga và Trung Quốc gây ra. Theo ông Wadi, Trung Quốc đang mở rộng chương trình nguyên tử và Nga đã ngừng tham gia vào các hiệp định kiểm soát vũ khí. Tất cả điều này cho thấy mối lo ngại của Hoa Thịnh Đốn rằng một kỷ nguyên đầy nguy hiểm mới đang đến. Ông Wadi nói rằng không giống như thời Chiến tranh Lạnh khi Hoa Kỳ và Liên Xô duy trì sự ngăn bằng nguyên tử và đồng ý hạn chế một số loại vũ khí, thì nhiều quốc gia phát triển công nghệ và vật liệu cần thiết cho vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ông Wadi cho thấy tình hình vô cùng khó chịu đối với Hoa Kỳ. Vào thời điểm quan hệ với Nga đang xấu đi nhanh chóng thì chính quyền Hoa Kỳ cũng đã thất bại trong nỗ lực thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp với Trung Quốc. Trong khi đó, Iran thì lại củng cố quan hệ với Mặt Tư khoa và Bắc Kinh và bị cáo buộc không từ bỏ mong muốn trở thành cường quốc về nguyên tử. Hiện nay, vẫn chưa rõ phía Nga và Trung Quốc có hỗ trợ Iran trong việc này hay không. Và ông Wadi cũng nói thêm rằng Trung Quốc và Nga đang tăng cường hợp tác về công nghệ nguyên tử quan trọng để sản xuất vũ khí, và cả hai quốc gia vẫn đang xây dựng mối quan hệ với Iran. Các phái đoàn thương mại đi lại giữa thủ đô của ba quốc gia và hải quân của họ tổ chức cuộc tập trận chung vào tháng 3. Và mới đây chính quyền Hoa Kỳ cũng ra tuyên bố về vũ khí nguyên tử, tài liệu nêu rõ rằng các quốc gia phải duy trì sự kiểm soát của con người trong tất cả mọi hành động quan trọng để thông báo và thực thi những quyết định có trách nhiệm có liên quan tới việc sử dụng vũ khí nguyên tử.